11 Pro Max đắt ngang smartphone tầm trung. Theo Firena, Apple không tăng giá sửa màn hình của iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max so với iPhone XS và iPhone XS Max ra mắt năm ngoái ở mức 279 đô la Mỹ và 329 đô la Mỹ, khoảng 6,5 triệu đồng và 7,6 triệu đồng. Do iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max đều sử dụng màn hình OLED giá đắt đỏ, còn iPhone 11 cũng giống như iPhone XR sử dụng màn hình LCD giá rẻ nên giá sửa màn hình thấp hơn ở mức 199 đô la Mỹ. Nếu xác định không thể giữ gìn iPhone 11 Pro Max hay iPhone 11 Pro ở mức độ tối đa, hãy chọn dùng một vỏ bảo vệ tốt nhất có thể để bảo vệ chúng. Apple cũng đưa ra giá sửa màn hình cho tất cả các iPhone chỉ với 29 đô la Mỹ. Nếu khách hàng đăng ký gói bảo hành mở rộng Apple Care+, tất nhiên gói bảo hành này cũng không hề rẻ chút nào, khoảng 300 đô la Mỹ đối với các iPhone đời cao, và cũng chỉ kéo dài thêm một năm mà thôi. Theo công bố của táo khuyết, iPhone 11 mới được trang bị kính bảo vệ bền nhất từ trước đến nay, cùng với khung máy chắc chắn được làm mới, nhưng để kiểm chứng điều này, cần phải chờ đến khi iPhone 2019 trải qua thử nghiệm thả rơi mới biết được iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max bền đến mức nào.